Trường quốc tế Mỹ cần phụ huynh đóng 125 tỷ, nếu đóng được sẽ điều hành tài chính. Trường quốc tế Mỹ cần phụ huynh đóng thêm 125 tỷ mới duy trì việc dạy và học đến hết năm học, tức là tháng 6 năm 2024. Nếu đóng tiền, tổ phụ huynh sẽ điều hành số tiền này để chi trả lương cho giáo viên. Chiều nay, trường quốc tế Mỹ đã có buổi làm việc với phụ huynh sau việc phải ngừng dạy học vì không còn tiền để trả cho giáo viên trong mấy tháng qua. Cuộc họp có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, các đại diện cơ quan, phụ huynh và đại diện trường quốc tế Mỹ, trong đó có bà Nguyễn Thị Út Em, chủ trường. Thông tin với phóng viên, một phụ huynh cho hay tại cuộc họp, nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã vận động phụ huynh đóng thêm tiền để con được đi học. Tuy các cấp, mỗi cấp khác nhau, từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng, trong đó phụ huynh mầm non đóng khoảng 10 triệu đồng, tiểu học 14,5 triệu đồng, khối 6 đến 8 là 20,5 triệu đồng, còn từ khối 9 tới khối 12 là 22,5 triệu đồng một tháng. Tổng số tiền mà trường quốc tế Mỹ cần phụ huynh đóng góp tổng cộng là 125 tỷ đồng. Nếu có số tiền này, nhà trường có thể tiếp tục được đến hết năm học này vào tháng 6 năm 2024. Dự buổi họp, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho hay, theo khảo sát của nhà trường, 84,56% phụ huynh muốn cho con tiếp tục học, 3,27% phụ huynh có nhu cầu chuyển trường. Ông Hiếu cho biết thêm, Sở đã đề nghị nhà trường tính toán số nợ của giáo viên và số tiền cần chi trả cho giáo viên từ nay đến hết năm học. Theo tính toán của trường, hiện trường còn nợ một phần lương tháng 1, lương tháng 2 và tháng 3, số lương này khoảng 47 tỷ đồng. Tính toán thêm phần lương tháng 5 và tháng 6, tức là đến lúc kết thúc năm học là khoảng 77 tỷ nữa. Tổng cộng, cả hai khoản này đến hết tháng 6 hoàn thành chương trình là 125 tỷ đồng. Vì vậy, số tiền phụ huynh đóng góp tùy thuộc vào độ tuổi, chương trình học, mức đóng góp theo tính toán của nhà trường sẽ đóng khoảng hơn 20 triệu đồng. Ông Hiếu nói thêm, khi phụ huynh đóng góp, mỗi lớp sẽ cử một đại diện để tham gia vào tổ tài chính. Điều hành từ nay đến hết năm học, trong đó rà soát lại các khoản chi. Phía sở ngành yêu cầu nhà trường chi tiền một cách tinh gọn nhất cho nội dung thiết thực nhất để vận hành trường, như lương cho giáo viên, xe đưa đón. Ông Hiếu cũng mong phụ huynh cử đại diện lập ra tài khoản mới để phụ huynh đóng góp. Nếu thống nhất được, sở tổ chức thành các tổ, trong đó có tổ tài chính có trách nhiệm thu chi trả cho giáo viên. Tổ chuyên môn sẽ làm việc với hiệu trưởng nhà trường để sắp xếp các lớp, bố trí lớp để chất lượng dạy học đảm bảo. Thưa quý vị và các bạn, trong khi những lùm xùm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân còn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ, thì mới đây khách hàng lại phát hiện dấu hiệu lạ ở trên giấy xác nhận thông tin của số dư tài khoản. Cụ thể thì theo giấy xác nhận này được khách hàng cung cấp, có chữ ký của Giám đốc Trung tâm Khách hàng Cá nhân Bùi Thị Hoài Anh và được đóng dấu đỏ bởi MSB Thanh Xuân. Giấy xác nhận ghi ngày 7 tháng 10 năm 2023 thể hiện thông tin từ ngày 26 tháng 9 năm 2023 đến mùng 5 tháng 10 năm 2023. Khách hàng có tổng cộng 12 giao dịch chuyển tiền vào tài khoản với số dư lên đến 58,65 tỷ đồng. Theo văn bản này, các giao dịch gửi tiền vào tài khoản của khách hàng đều có thời hạn gửi 4 tuần, lãi suất được hào phóng chi trả là 6% một năm. Con số này vượt xa so với mức lãi suất khoảng 3,8% một năm cho tiền gửi kỳ hạn 1 tháng được ngân hàng MSB niêm yết vào tháng 10 năm 2023, thời điểm MSB Thanh Xuân cấp giấy xác nhận cho khách hàng. Điều đáng nói, mức lãi suất 6% một năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 4 tuần được áp dụng thực tế vượt xa so với mức lãi suất trần 4,75% một năm cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, và cũng theo các chuyên gia ngân hàng, những vụ mất tiền thời gian qua không chỉ với MSB mà với nhiều ngân hàng khác đã đa phần là đều có những đặc điểm chung, như là xảy ra đối với các khách VIP, những khách hàng có chế độ được các ngân hàng chăm sóc đặc biệt từ các công đoạn như là gửi tiền, rút tiền cho đến nhận quà tặng và lãi suất, nên họ đã chủ quan dẫn đến dính bẫy lừa đảo. Một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhận tiền công 1,5 triệu đồng từ một đối tượng mang quốc tịch Campuchia. Một người đàn ông trú tại xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã điều khiển xe máy đón người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đến khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép. Vâng, và tuy nhiên thì người này đã không thực hiện được hành vi của mình vì bị các cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Theo đó, ngày 27 tháng 3, đồn biên phòng Sông Trăng, bộ đội biên phòng tỉnh Long An tiếp nhận tin báo về hoạt động tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Đơn vị đã tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với Công an huyện Tân Hưng, phòng BA08, Công an tỉnh Long An và phòng phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng tỉnh.
triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát tại đường tuần tra gần khu vực thuộc địa phận ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Đến khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện tại bờ nam kênh Cái Cỏ về phía Việt Nam có hai đối tượng đang tìm đường sang Campuchia. Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng lại và tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, hai đối tượng khai tên Võ Văn Hậu sinh năm 1987 cùng một người đàn ông Trung Quốc sinh năm 1989. Đối tượng Võ Văn Hậu khai nhận khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 3 có người Campuchia điện thoại cho Hậu, hai người quen nhau từ trước, đến thị trấn Tân Hưng đón người Trung Quốc đưa sang Campuchia với tiền công 1,5 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Xin được tiếp nối với một thông tin khác. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục ô tô dừng lại tại làn khẩn cấp đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để kiểm tra lốp nghi là bị giải đinh vít. Sự cố khiến cho nhiều tài xế gồm ô tô con, ô tô tải, xe khách đã phải dừng lại tại làn khẩn cấp để kiểm tra lốp xe. Người ghi lại clip nêu nghi vấn có người giải đinh vít trên đường. Được biết, đoạn đường xảy ra sự việc gần nút giao Cầu Rẽ thuộc địa phận huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Nhiều tài xế gồm ô tô con, ô tô tải, xe khách đã phải dừng tại làn khẩn cấp để kiểm tra lốp. Liên quan đến sự việc, ông Phạm Văn Loan là giám đốc trung tâm điều hành giao thông tuyến cao tốc BOT Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết, khoảng 6 giờ 5 phút cùng ngày tại km 209+700, có một phương tiện làm rơi bao tải nặng khoảng 20 kg, bên trong chứa đinh vít bắn tường. Ngay khi nhận thông tin, trung tâm điều hành cao tốc tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cử lực lượng có mặt tại vị trí trên để kiểm tra, đồng thời sử dụng thiết bị nghiệp vụ để hút toàn bộ số đinh vít bị rơi vãi. Sau khoảng nửa tiếng rà soát, ghi nhận không còn đinh vít rơi vãi trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, các phương tiện lưu thông bình thường. Lực lượng chức năng vẫn sẽ tiếp tục tuần tra kiểm soát để kịp thời xử lý bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra. Thưa quý vị, mới đây, Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều cho biết tiếp nhận một bé trai 3 tuổi nhập viện do sốt cao, co giật không rõ nguyên nhân. Kết quả cấy máu thì phát hiện nhiễm khuẩn Francisella tularensis gây bệnh sốt thỏ. Đây là ca bệnh sốt thỏ đầu tiên được phát hiện tại trung tâm và đây cũng là căn bệnh hiếm gặp tại Việt Nam. Theo đó, bệnh nhi bị nhiễm khuẩn nặng, sốt thỏ kèm tổn thương thận cấp. Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe bé ổn định, tiến triển tốt và đỡ sốt. Bệnh sốt thỏ là bệnh truyền nhiễm, lây truyền phổ biến nhất qua sự tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh. Con người có thể nhiễm Francisella tularensis do bị bọ ve và ruồi cắn hoặc tiếp xúc với dịch cơ thể của con vật mang vi khuẩn hay là hít phải các hạt siêu nhỏ, chứng mầm bệnh. Bệnh cũng lây lan qua vết cào cắn. Các triệu chứng có thể bao gồm sốt, loét da, nổi hạch. Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo mọi người hạn chế tiếp xúc với động vật ốm chết. Những người nuôi thú cưng thì cũng cần phải chú ý, đặc biệt là khi nuôi mèo. Không được chạm vào động vật bị bệnh hoặc là động vật đã chết khi mà không mang găng tay bảo hộ. Cũng không được uống hay là sinh hoạt nguồn nước bị ô nhiễm hoặc là chưa được khử sục. Và khi trẻ sốt cao, co giật thì cần phải đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.